Sáng ngày 26 tháng 4, Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên Samco đã chính thức khởi công xây dựng bến xe miền Đông mới. Dự án bến xe miền Đông mới có tổng diện tích trên 16 ha, với phần lớn diện tích nằm trên địa phận phường Long Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh và phần còn lại thuộc huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đây là một quần thể phức hợp bao gồm khu vực bến xe chính, kết hợp nhiều dịch vụ tiện lợi khác như bãi đậu xe cao tầng, khu vực sửa chữa, trạm tiếp nhiên liệu, khu trung chuyển và giao dịch hàng hóa, khu thương mại dịch vụ. Bến xe miền Đông mới sẽ phục vụ hơn 7 triệu lượt khách đi các tỉnh, đáp ứng nhu cầu mỗi ngày khoảng 21.000 hành khách với 1.200 lượt xe xuất bến. Ngày cao điểm, lễ Tết sẽ lên đến 52.000 hành khách với hơn 1.800 lượt xe xuất bến. Ngoài ra, bến xe mới còn có tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên và các tuyến xe buýt, taxi để đưa đón khách. Việc xây dựng bến xe miền Đông mới góp phần làm giảm ùn tắc giao thông, xóa bỏ tình trạng xe dù, bến cóc và cùng thành phố thiết lập lại trật tự giao thông nội đô. Dự án này tổng vốn đầu tư xây dựng lên khoảng 6.000 tỷ đồng, dự kiến bến xe miền Đông mới sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối năm 2017.